Thưa quý vị, với mục đích cắt giảm tối đa chi phí, đa số các hãng taxi hiện nay đều không trang bị túi khí an toàn cho xe, hoặc nếu có thì chỉ trang bị túi khí cho người lái. Và nếu không may xảy ra tai nạn, hành khách sẽ là người chịu thiệt hại hơn cả, dù họ phải trả tiền do dịch vụ. Anh mua xe lâu chưa anh? Mua được khoảng hơn 2 năm. Thế khi mua thì nó có đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho xe không anh? Nhìn bình thường thì thấy đầy đủ, nhưng mà như bọn anh thì thấy nó không đầy đủ. Chẳng hạn cái gương điện là nó không có. Thế gương điện so với cái gương này thì là như thế nào? Nó đắt hơn rất nhiều, cái này người ta bớt. Thường thường bọn anh mua xe của taxi nó bao giờ người ta đặt bên kia theo lô của nó. Người ta đặt bản thiếu để về nó bán thành bản đủ. Sao lại thế ạ? Mỗi một xe thì người ta có lãi. Thường thường mua là những cái hãng to là phải mua xe của họ, chứ không được mua ngoài cắm vào. Bắt buộc phải mua của họ. Tức nghĩa là xe này xe của anh? Xe của anh. Nhưng mà anh phải mua của hãng đúng không? Phải mua của hãng. Chẳng hạn như em đi những cái con xe máy linh rất là tốt, thì những con VOS mua khoảng 600-700 triệu. Nhưng mà cái kính này không bao giờ có được cái kính gọi là kính bấm điện cả, phải làm phải quay tay. Đấy, kiểu hãng Group. Đấy, toàn những xe là xe đẹp đắt tiền, như sẽ đặt người ta tiết kiệm, và taxi là tiết kiệm hết mức. Thế về túi khí sao anh? Túi khí thì như anh nghe nói là xe này không có, chỉ có dòng ghét là có, nhập nguyên chiếc bên kia về có. Còn những cái này là Việt Nam lắp ráp là hầu như là mới. Cả bên hành khách đến bên nào cũng không có hết, hầu như không có lại bớt đi. Nhưng mà ví dụ người ta bán, việc cắt giảm các bộ phận của xe có thể giúp các hãng taxi tiết kiệm được một chi phí khá lớn. Theo người lái xe này, chỉ riêng cắt giảm túi khí, mỗi xe đã có thể lãi vài chục triệu đồng tùy theo từng loại. Tuy nhiên, đổi lại thì tính mạng của những người trên xe cũng sẽ bị đe dọa hơn. Theo tôi thì người dân thì đa số là không nắm được cái đấy nhiều. Thì kể những cái hãng taxi họ độc quyền thì họ cũng, người dân thì đa số là đi thì chỉ biết là ngồi lên xe và nhìn đồng hồ chỉ thôi, còn đâu cái đấy chỉ nội bộ thì họ mới nắm được. Bản thân tôi là người trả tiền, tôi cũng muốn cần đảm bảo cái sự an toàn cho cá nhân của tôi cũng như những người khác mà tham gia ngồi trên xe taxi, kể cả đi các trên đường cao tốc cũng như nội đô. Bây giờ mà xảy ra một cái gì đấy thì chính cái túi khí đấy nó sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng cho tôi. Trong rất nhiều trường hợp, túi khí chính là phao cứu sinh trên xe ô tô. Có một thực tế là không chỉ các hãng taxi nhỏ mà cả các hãng lớn, đa số xe đều không được trang bị túi khí an toàn. Theo quy định hiện nay, túi khí không phải là một bộ phận bắt buộc phải trang bị trên xe ô tô nói chung, chứ không riêng gì taxi. Đã đến lúc cần siết chặt, nâng cao những tiêu chuẩn an toàn đối với xe hơi tại Việt Nam, bởi sẽ rất thiệt thòi cho người tiêu dùng khi hàng ngày phải ngồi trong một chiếc xe thiếu tiêu chuẩn an toàn. Về phía doanh nghiệp taxi, nếu không có những quy định nghiêm ngặt, thì vì yếu tố lợi nhuận, sẽ chẳng có hãng nào nghĩ đến việc trang bị đầy đủ túi khí cho xe của mình.